Chào mọi người, mình vừa hút mũi cho bé xong và bây giờ là mình sẽ phải rửa cái hút mũi này cho nó sạch sẽ để lát có hút cho bé thì còn hút tiếp. Để đấy thì nó sẽ sinh ra vi khuẩn đấy. Tháo rồi các cái ống rửa sạch sạch. Vì là nước mũi của bé nó nhầy, nó đặc nó dính vào. Đây. Cái ống này thì ống trực tiếp hút này. Cái ống kia thì là mình cho ông mồm mình hút hơn. Đấy, tên tên sạch sẽ rồi, sạch sẽ rồi thì lên nhà thôi. Đấy. Để vào cái chạn cho nó khô, ráo nước đó. Ô, quên rồi. Lên. Bây giờ mà từ tất của em trai lại ở đây thế này. Cha ngủ ngon thế.
tự dưng mặc cái hộ nó mũi. Ngứa mắt quá phải bóp luôn. Nhìn rất khó chịu, và không thể chịu nổi những cái mụn như thế này. Đau quá.